31. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 31, Tổ Đạo Tính, sanh năm 580 sau Dương Lịch, tịch 651, thọ 59 tuổi. Cha tên Tư Đạo Mã, quê ở Hà Nội, còn mẹ tên Quảng Trì Chính, quê ở làng Kỳ Châu, huyện Quảng Tế. Khi Ngài mới lên 6 tuổi mà thích lý luận với người lớn. Một hôm, Thiền sư Phổ Chuẩn đến nhà thăm cha mẹ Ngài. Ngài có hỏi vị thiền sư ấy như sau: Thầy tu theo đạo Phật để được gì? Vị thiền sư Phổ Chuẩn thấy Ngài còn nhỏ mà lại hỏi như người lớn, nên nhìn thẳng Ngài hỏi lại: Vậy con biết ông Phật là ai không? Ngài liền trả lời: Là Thái tử bỏ nhà đi tu, còn lớn lên cũng thích đi tu như Ngài đó. Thiền sư Phổ Chuẩn nói với cha mẹ Ngài: Đứa trẻ này nếu lớn lên tu theo đạo Phật sẽ là một vị thầy có tài. Nếu ông bà đồng ý cho theo ta học đạo, ta sẽ cho nó học chữ và tìm thầy hiểu đạo cao dạy nó. Cha mẹ Ngài đồng ý cho theo thiền sư Phổ Chuẩn làm chú tiểu. 8 năm sau, khi Ngài học chữ được thông suốt, thiền sư Phổ Chuẩn mới dẫn Ngài đến gặp Tổ Tăng Sáng, gửi cho Tổ để học đạo thiền. Tổ nhận. Ngài theo học với Tổ được 9 năm. Một hôm, Tổ hỏi: Con theo ta học đạo giải thoát, vậy 9 năm nay con học được gì? Hãy trình ta xem. Ngài liền trình bài kệ 44 câu. Đức Phật dạy đạo lạ kỳ, không cho thiền định, cái chi không màng. Vò đầu tìm kiếm lang thang, cho rõ ẩn ý, hiểu đàn thiền tông. Tháng trước con bị té xong, quần áo ướt mẹp con trông thấy người. Người hỏi con sao lại cười, con thưa Đức Phật, ngày xưa Phật truyền. Thiền tông Ca Diếp hiểu riêng, cho nên Phật truyền làm tổ đầu tiên. Bồ đề nước Ấn bão điên, cho nên nguồn thiền phải chảy về đông. Đầu tiên vượt biển qua sông, cặp theo nước rồng lần đến Trung Hoa. Ngày xưa Phật dạy thiền ra, ở cõi ta bà ai muốn thoát thân. Chỉ tâm thanh tịnh không cần thiền định hay ngồi dụng công. Thiền tông Phật dạy chữ không, không ngồi, không đứng, không trong niết bàn. Té xong con thấy rõ ràng, không ước tứ đại, thấy an lạ lùng. Con nhìn thấy mông lung, thật là xa thẳm lạ lùng thầy ôi. Bể tánh không có cái tôi, mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng. Nghe thấy thấu tận vô cùng, không có biên giới vô cùng lạ thay. Bệ tánh con thấy có hai, một trong thanh tịnh, chính ngay niết bàn. Chỗ này con thấy rõ ràng, hai trong vật lý rõ ràng trầm luân. Vì vậy con nay hiểu dừng, Đức Phật dạy dừng là dừng chuyển luân. Chuyển luân mình tập được thuần, luân hồi sinh tử, thức thời dừng ngay. Con thấy thật rõ tướng Ngài xinh đẹp, không xài chữ chi. Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi vào tánh biết, không ghi được lời. Ngài dạy con cố gắng thôi, luân hồi sinh tử, dứt rồi với con xin ghi tạc lòng son. Đức Phật từ biệt không còn thấy chi. Ngài vừa đọc trình 44 câu kệ, vừa nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra rất nhiều. Tổ Tăng Sáng cũng cảm động theo. Tổ Tăng Sáng biết Ngài được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, và đã gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách rất rõ ràng, nên Tổ nói với Ngài như sau: Con bị rơi xuống sông, nếu người thường các dây thần kinh bị chạm, làm người con bị ngớ ngẩn. Con có duyên lớn với Phật Pháp, nên khi con bị té xong mà được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh và gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thật là điều hiếm có. Căn cứ vào 44 câu kệ của con trình ta, rằm tháng 8 này, ta quyết định truyền bí mật Thiền Tông lại cho con, làm tổ sư Thiền Tông đời thứ 31, để nối tiếp dòng Thiền Tông mà Như Lai đã dạy cho tổ Ma-ha-ca-diếp. Vậy, đúng ngày rằm tháng 8 này, tại Thiền Tông thất của ta, con phải đặt bàn hương hoa cúng Phật để ta truyền bí mật Thiền Tông lại cho con. Đúng ngày rằm tháng 8, buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông của Tổ Tăng Sáng truyền cho Ngài được thực hiện đúng quy cách truyền bí mật Thiền Tông. Cũng chỉ có 2 thầy trò biết thôi. Chúng tôi xin ghi bài kệ truyền bí mật Thiền Tông như sau. Ngày xưa, sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ đạo có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Tính kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay, trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền Tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 31 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông. Thiền Tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền Tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay, thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền, ông nay hết đạo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.